Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh theo yêu cầu, đó là món bánh chuối hấp. Thì bánh chuối hấp, cái nguyên liệu và những cái công đoạn để làm đơn giản lắm, nhưng mà để làm ra được chiếc bánh ngon nè, nó vừa dẻo, nó có một cái độ giòn nhẹ, nó không có bị cứng thì không phải dễ dàng. Tại vì Diễm cũng làm và Diễm cũng thất bại mấy lần luôn đó, và cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Và Diễm sẽ chia sẻ trong video này. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh chuối hấp với Diễm nha. Bánh chuối hấp để ngon thì Việt Nam mình là làm bằng chuối sứ hay là chuối sim. Ở bên đây thì rất là mắc. Vì vậy là Diễm có hai cái loại chuối này thì Diễm thấy dễ tìm nhất. Thì trong cái video này Diễm sẽ làm cái công thức là bằng chuối tây ha. Tại vì Diễm thấy chuối tây dễ tìm nè, mà làm ra Diễm thấy rất là ngon. Quan trọng là mình lựa chuối chín nha, không phải thiệt là chín mềm, nhưng mà chuối chín nó ăn mình không có thấy cái vị chát thì nó sẽ ngon. Còn đây là chuối Nam Mỹ hay là mình gọi chuối châu Phi ấy, thì nó bán trong những cái tiệm châu Á rất là nhiều. Thì cái chuối này là cái chuối mình phải nấu chín mình ăn mới ngon. Thì trong video Diễm cũng làm thử cái công thức này để mình cùng so sánh. Chuối thì mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng, có độ dày từ 2-3mm. Chuối mà chuối Nam Mỹ thì mình nên lựa cái trái nó thiệt là chín, cái vỏ nó màu đen luôn thì làm nó sẽ ngon. Và mình cũng cắt ra thành từng cái lát mỏng luôn ha. Và ở đây là Diễm có 500g là nửa ký chuối, không tính vỏ nha, mình cân chính xác. Thì đối với mình làm chuối tây á, mình nên sử dụng một tí xíu màu nếu mà mình thích, còn nếu mà mình không thích thì mình không cho cũng được. Thì Diễm sử dụng cái màu vàng này nè, nó rất là đậm, vì vậy mà Diễm cho tí xíu vào thôi à. Nếu mà mình không cho thì cái bánh khi hấp xong cái màu đen á, màu nó không có được đẹp lắm. Và Diễm cho vào 25g đường cát, mình dùng đường cát nhuyễn á, thì nó sẽ mau tan hơn. 1/5 muỗng cà phê muối. Sau khi cho vào rồi thì mình dùng cái đồ trộn bột á, mình trộn lên cho đường nó thấm thiệt là đều ở trong chuối, và mình thấy cái màu nó cũng đều như vậy nè. Thì mình sẽ để cho chuối nó nghỉ 30 phút nha. Sau 30 phút thì mình sẽ quay lại để mình trộn bột vào. Chuối này Diễm để nghỉ được 30 phút thì để Diễm trộn lên. Cái này là chuối tây á, thì lúc mà mình trộn mình sẽ thấy nó ra cái nước đường, nước mật rất là nhiều. Đó, nó là như vậy. Trong khi cái chuối mà chuối Nam Mỹ á, thì lúc mà mình làm xong, mình để 30 phút á, mình trộn lên, mình thấy nó không có ra nước mật. Vì vậy khi mà cái bánh mình chín á, nó bị khô, nó cứng và Diễm thấy nó không có ngon. Ở đây Diễm có 110g tinh bột năng á, mình cho vào trong tô chuối. Về nước á, thì mình dùng cái muỗng canh, thì cái muỗng canh của Diễm nó là 15ml. Thì Diễm cho một muỗng canh nước, nước bình thường ha, không lạnh cũng không nóng. Mình cho nước vào thì mình trộn lên cho mình thấy là bột trắng nó không còn nữa luôn á, nó đều hết trong phần chuối. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình pha tiếp tục cái phần nước sôi vào. Đó, mình nhìn mình thấy nó như vậy nè. Thì mình nấu nước cho thật là sôi nha. Diễm lưu ý là nước sôi á, mình cho vào 50ml, mình cho liền vào luôn. Và mình trộn lên ngay luôn để giúp cho cái bột của mình nó giống như là nó hơi được lấy trùng tí xíu á. Lúc mà mình hấp thì cái bột nó không có bị động ở dưới cái đế và nó không có bị cứng. Đó, cái bột sau khi mà Diễm cho vào Diễm trộn lên nó sẽ là như vậy. Nó không có quá loãng mà cũng không quá đặc ha. Về khuôn á, thì Diễm dùng cái khuôn silicone này có đường kính là 20cm. Khuôn mình cũng nên lưu ý là mình không có nên hấp cái bánh làm sao cho nó quá dày hoặc là nó quá mỏng. Nếu dày thì cái bánh nó bị cứng tại vì bột nó lắng ở dưới. Còn nếu mà mỏng quá thì lúc mà cái bánh mình lấy ra nó sẽ bị bể, nó không có còn nguyên miếng, nó không có ngon. Cho chuối vào khuôn rồi thì mình tán đi cho đều, và mình cầm cái khuôn á, mình đập nhẹ từ 5-6 cái cho chuối nó đều với lại cái phần bột á. Diễm thấy mình không cần phải xếp chuối trên mặt á, tại vì mình cắt ra cũng vậy thôi. Mình cứ làm như vậy Diễm thấy nó lại ngon hơn. Nước thật sôi thì mình cho bánh lên mình hấp, và mình hấp ở cái lửa trung bình trong vòng 20 phút chính xác. Với cái công thức này thì Diễm thấy cái bánh nó chín ngon. Sau 20 phút á, nếu mình muốn chắc ăn thì mình mở ra mình kiểm tra thì mình thấy trên mặt nó có động tí xíu nước, vì vậy nó hơi nhão, nhưng mà mình ấn đũa vào thì mình thấy nó không còn cái bột sống là được. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình để cái bánh này cho nó thật là nguội nha, tại vì vừa hấp xong thì nó sẽ rất là nhão. Nếu mà mình muốn ăn liền thì mình ngâm vào trong nước lạnh, nhưng mà ngâm vào trong nước lạnh thì Diễm thấy sau khi lấy khỏi nước lạnh mình cũng nên để ở ngoài khoảng cỡ 1 tiếng thì cái bánh ăn nó khô ráo, nó ngon hơn. Bây giờ mình đi làm cái phần nước cốt dừa. Diễm có một cái muỗng canh thì Diễm cân được 12g bột bán kim ha.
Chỉm cho vào đây 2 muỗng canh là 30 ml nước. Và mình lắc cho cái nước nó thấm đều á, rồi mình ở đây mình đi làm liền, mình không có cần ngâm nha. Diễm cho vào đây 400 ml nước cốt dừa, Diễm dùng là coconut milk ha. 2 muỗng canh á, đường á, thì Diễm cân được 30 gram. 1 phần 2 muỗng cà phê muối á, thì Diễm cân được 2 gram. 1 muỗng cà phê á, là 5 gram tinh bột bắp. Thì Diễm có lưu ý là nếu mà mình làm mình ăn liền á, thì mình cho cái tinh bột bắp này. Còn nếu mà mình làm mà mình để mình mang đi á, thì mình không có nên cho tinh bột bắp. Thì cho vào thì nó cái nước cốt dừa mình để nguội nó sẽ rất là đặc. Diễm cho vào thêm hai cái lá dứa đó cho nước cốt dừa mình nó thơm. Bắt lên bếp á, thì mình vừa khuấy mình nấu ha. Nếu mình cho tinh bột bắp thì mình nên khuấy mình nấu cho nó sôi lên. Khi mà mình thấy nó vừa sôi á, thì mình sẽ cho cái phần bột bán kem á, dưới nước vào liền luôn. Cho vào á, thì mình khuấy lên cho đều và mình hạ xuống cái lửa làm sao cho giữ cái nước dừa của mình nó sôi nhẹ ha. Trong vòng 1 phút á, là cái phần nước cốt dừa của mình nó đạt. Mình khuấy lên tí xíu và mình nhấc khỏi bếp, vậy là mình xong. Bánh nó đã nguội hẳn thì mình lấy ra khỏi khuôn. Cái này là bánh Diễm làm bằng chuối Tây nè. Còn ở đây là bánh mà Diễm làm bằng cái chuối Nam Mỹ thì mình không có cần cho màu vàng, là cái bánh nó khi hấp chín nó cũng tự động có màu đẹp. Để Diễm cắt thử cái bánh từ chuối Nam Mỹ và chuối Tây để mình so sánh. Thì đây là cái miếng bánh mà từ chuối Nam Mỹ thì mình nhìn nó bị cứng nè, và ăn mình thấy nó sẽ rất là khô, nó cũng thiếu đi cái độ ngọt, Diễm thấy nó không có ngon. Đó, mình bóp mình thấy thử như vậy. Mặc dù cái màu nó rất là đẹp ha, trong khi mà cái bánh nó làm từ chuối Tây á, đó, mình rung mình lắc mình thấy nó rất là mềm, và khi ăn á, mình thấy nó dẻo nè, chan nước cốt dừa lên thì nó giòn giòn rất là ngon. Với công thức này á, thì Diễm làm, Diễm cất vào trong tủ lạnh á, để qua đêm mà cái bánh nó cũng không có bị cứng. Nếu mà mình thích cái bánh nó dai, nó chắc hơn nữa thì mình cứ tăng thêm tí xíu bột năng lên ha. Nhà Diễm thì lại ăn như vậy thấy ngon, tại vì lúc mà mình cầm mình thấy nó mềm, nhưng mà khi mà mình chan nước cốt dừa vào thì mình thấy nó giòn, nó săn lại ngon lắm. Để cắt cho dễ thì mình nên thoa tí xíu dầu lên cái bánh á, thì mình cắt ra nó không có bị dính. Chan nước cốt dừa lên nè, và mình cho thêm mè rang hoặc là đậu phộng rang lên nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh chuối hấp này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.